Xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay em lại tiếp tục quay vào cái thời điểm nhà anh em tối. Ngày hôm nay thì bận từ sáng tới chiều, bây giờ là 6 giờ tối rồi này, thì mới bắt đầu xách cái máy ra quay. Ngày hôm nay thì nhà cũng đang có công có việc, chuẩn bị có cỗ, anh em đang chuẩn bị coi như là tất bật và hàng say cho cái bữa cỗ tối ngày hôm nay. Ở trong cái video này bây giờ thì em lại tiếp tục mời các bác này đi điểm danh những cái sản phẩm về trong ngày của salon Tô Hồng Bách. Hôm nay thì nhà em bán thì lại bán được 3 xe và tiếp tục mua về được thêm khoảng 3 đến 4 chiếc xe. Có một số chiếc thì đang trên đường về mấy hôm nay thì rất là tất bật các bác, đi tìm thông tin xe này và đi săn xe, tìm những chiếc xe lướt, những chiếc xe đẹp để về phục vụ cho các bác. Đây là một cái chiếc xe về trong ngày của salon Tô Hồng Bách này. Đây là con Colorado số sàn, sản xuất năm 2017. Chiếc xe này thì chạy được 7 vạn km, thùng nắp cao và giá chào bán nó sẽ rơi vào loanh quanh trên 400 triệu đồng. Hiện tại thì nó vẫn là xe mộc này, chưa dọn dẹp một chút nào. Con này thì vào thời điểm ngày mai thì sẽ đưa nó đi dọn dẹp, sau đó thì tính giá bán. Cái giá nó khoảng giống như những cái chiếc xe mà em vừa mới bán ra. Nếu mà số sàn 2 cầu 2017 thì giá chào bán nó sẽ loanh quanh khoảng 450 triệu đồng. Colorado HC 2016 này, cái chiếc xe bên cạnh này thì ngày hôm nay đã nhận cọc rồi các bác này. Hôm nay là ngày của bán tải. Ba cái chiếc xe mà bán được trong ngày hôm nay thì trong đó có hai con Navara, hai con Nissan Navara và một con xe, con này là con Colorado HC 2016. Nissan Navara VL này 2016 này thì nhận cọc của một bạn ở một bác ở đâu ấy chị? Ở Lào Cai à? Còn con Colorado HC 2016 thì cũng tiếp tục nhận cọc của một anh ở Lào Cai. Thế là vậy, hôm nay có hai khách hàng Lào Cai ủng hộ. Còn chiếc xe con đấy là con Nissan Navara L 2018 màu cam thì nhận cọc của một bác ở bên Vĩnh Phúc và hai khách hàng ở Lào Cai. Ngày hôm nay thì mua được con xe kia này, mới lại con xe này nữa. Con này là con Cruise LT sản xuất năm 2017. Con này gọi là một chiếc xe chất hiếm ở trên thị trường. Khẳng định luôn, bây giờ các bác mà tìm được một chiếc xe Cruise đẹp như này cực kỳ là khó và cực kỳ là hiếm. Một chút nữa thì em sẽ quay chi tiết và cho các bác xem. Con này thì mới cập bến salon Tô Hồng Bách vào khoảng thời điểm 3 giờ chiều ngày hôm nay. 3 giờ chiều thôi. Xe thì cực đẹp, chất thì rất là mới. Với lại một con xe gì nữa ta? Rõ ràng là Mitsubishi Triton siêu lướt sản xuất năm 2021, nằm ở tại vị trí ngoài kia, nhưng mà một chút nữa thì em sẽ gọi là nói qua thôi. Chứ còn quay vào cái vị trí đấy thì các bác cũng không thấy được cái gì. Ở đây thì có một con Kia Soluto, con này cũng mới về thôi. Về trong ngày hôm nay, con này biển Thái Nguyên này. Con này bản tiêu chuẩn sản xuất năm 2019. Con này chạy được 3 vạn 8.000 km, 4 lốp vẫn là theo xe. Nội ngoại thất đẹp và chất xe còn gọi là siêu lướt. Chất xe thì rất là lướt. Bây giờ thì em sẽ mượn máy quay này để quay cho mọi người cùng được xem. Chắc là em sẽ lên cho các bác cái con xe Cruise này trước này. Con này mang biển kiểm soát thủ đô, xe chạy được trên 5 vạn km. Đó là trên 5 vạn zin các bác nhé. 84940 này. Đây là một chiếc xe mộc, chắc chắn là trên thân vỏ nó có những cái vết xước nhỏ. Sau đó thì em sẽ cho đi sơn tỉa và đánh móng lại toàn bộ xe. Khách hàng đang lại tiếp tục vào xem xe đây. Con này thì đã lên một bộ đèn pha. Đèn pha này là cái mẫu Audi A8, đèn độ nguyên bộ. Anh xem xe gì anh? À, vải ớt. Vải ớt ở đâu hả chị? Vâng ạ, vâng ạ. Chắc là không phải ở đây rồi, tại vì à bên cạnh. Bây giờ rất là khó tìm một cái mẫu xe Cruise LT, tức là Cruise số sàn, mà chất nó lại đẹp như này. Trong đó thì con này lại được mang biển thủ đô. Đây này, nó vừa bẩn và vừa có những cái vết xước răm. Sau đó thì em sẽ đưa đi sơn tỉa và đánh bóng lại toàn bộ xe. 4 quả lốp theo xe thì em vừa kiểm tra là còn 3 quả và 1 quả hiện tại là cũng có thể là trong quá trình sử dụng này người ta bị rách hay là bị thủng nhiều lần thì người ta đã thay mới. Chỉ thay duy nhất 1 quả thôi. Đây, cái độ mòn của 3 quả lốp theo xe còn lại thì các bác, đây các bác nhìn xem này. Cực kỳ đẹp luôn, nó còn khoảng trên 80%, tức là con xe này trong quá trình sử dụng thì người ta chỉ dùng ở đường băng. Chính vì thế độ hao mòn của nó rất là thấp các bác nhé. 5 vạn km nhưng mà nhìn lốp láp của nó còn cực kỳ là mới luôn. Xe thì rất là chất lượng. Nếu mà các bác nào mà đang săn và tìm một chiếc xe Cruise số sàn thì chắc chắn không thể bỏ qua cái sản phẩm này. Bởi vì đây là một cái sản phẩm, một cái chiếc xe cũng rất là đẹp. Đây, lốp sau này. Xe thì bẩn này chưa được rửa một lần nào. Con này thực ra là một con xe gọi là chất hiếm ở trên thị trường. Chính vì thế em đưa ra em quay cho cái video tối ngày hôm nay. Định không làm bởi vì nó cũng khá là muộn, sợ tối xuất video ra thì nó cũng không kịp xử lý. Nhưng mà sốt ruột quá thôi, cứ làm, được đến đâu hay đến đấy. Tìm cái đế nhưng hình như đế nó quay vào mặt bên trong. Tổng thể cái thiết kế cái phần đuôi xe đây.
Xe Cruise này là một chiếc xe sedan trong phân khúc hạng C, chạy thì rất là đầm chắc và an toàn. Nói chung là những cái bác nào mà xác định mua Cruise thì đa số là các bác đều tham khảo hết về các cái tính năng và các cái cảm giác lái này, rồi mọi cái của cái dòng xe này. Nói chung là phải thích thì mới mua, nó không phải là một cái dòng xe gọi là phổ thông hay phục vụ cho nhiều người. Những chiếc xe Cruise đa số là những người đã tìm hiểu và chấp nhận thì mới mua. Chấp nhận đây em nói chấp nhận là cái gì? Nó là một chiếc xe trong phân khúc sedan hạng C, động cơ 1.8 nhưng cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó nhiều hơn so với lại những chiếc xe cùng phân khúc. Bởi vì trọng lượng không tải, tức là trọng lượng bản thân của cái dòng này nó đầm, nó chắc, nó nặng hơn. Chính vì thế không có thể bắt nó ăn ít được. Giá thì nó rất chi là hợp lý, nếu mà mua mới nó sẽ loanh quanh. Con này nếu các bác mua mới thì nó rơi vào cái thời điểm mà nó chưa giảm giá, hay là nó là trên 600 triệu đồng. Một chiếc xe hạng C đấy. Đây, con này thì đã được lên một cái bộ đèn pha. Đây các bác này, đây là đèn độ nguyên bộ các bác nha. Mẫu Audi A8 này, nó có một cái giải LED định vị ban ngày tích hợp ở bên trong đèn pha. Và đèn bi chiếu sáng này, đèn pha của nó thì là đây, đèn halogen. Cái mẫu đèn độ này thì rất là hợp với lại cái mẫu xe Cruise. Con này khi mua về các bác sẽ lợi, thứ nhất là được cái gì? Đời xe, chất xe và những cái đồ mà người ta đã nâng cấp ở trên xe. Cái bộ đèn pha này mang lại cho xe một cái ngoại thất thì cực kỳ là thời trang, trông thì vô cùng là sành điệu. Để xem nội thất nó sẽ như thế nào. Đây, lốp lap thì rất là mới các bác nhá. Lốp thì cực kỳ đẹp, còn đây là nội thất của xe. Nó hơi tối một tí, mở hết ra để quay cho mọi người xem. Con này thì cam kết vào bao km zin. Bao zin luôn. 2017 thì kể cả là cái bản LT, tức là bản số sàn bản đủ, nó đã được trang bị ghế da đi theo xe. Còn 2016 và 2015 nó vẫn là ghế nỉ. Đây các bác này. Đấy, quên mất nói mãi mà chưa coi như là cho các bác biết cái giá chào bán của chiếc xe này là bao nhiêu. Con này thì giá chào bán của nó sẽ loanh quanh khoảng em nghĩ là 340 triệu đồng cho cái sản phẩm này. Đây mép ghế này các bác này. Xe đi nhiều hay không, thông qua các cái chi tiết này thì các bác có thể đánh giá được. Con này là xe mộc hoàn toàn, nó chưa can thiệp hay động chạm. Nói chung là chưa mông má hay là sửa sang một chút nào ở bên trong cái phần nội thất cũng như là ngoại thất. Đây, các bác nhìn xem, zin và đẹp không? Lòng ghế thì cực kỳ đẹp. Mở ra thì nó vẫn còn mùi nội thất chứ không phải là không các bác nhé. Đấy, mua Cruise số sàn thì phải chọn được chiếc xe đẹp như thế này. Nội thất thì cực kỳ tươi. Tay kéo cửa này, nguyên vân sần, không mòn một chút nào các bác nhé. Đây, chuẩn chỉ luôn. Cụm phím công tắc lên xuống kính này không bị bong chóc này, cũng không hề sọc sạch này. Gương kính chỉnh điện và cụp điện này, đây là những option được lắp và trang bị đi theo xe từ đầu. Con này thì bác chủ bác ấy đã mua một cái bộ lót sàn dành cho Cruise này. Hai lớp này có lớp sợi rối bên trên, nhìn cũng rất là đẹp mắt. Đây, điều đặc biệt của chiếc xe này đây, nếu mà con này các cam kết với các bác luôn, nếu mà con này can thiệp hay là hạ km thì các bác không thể biết được tại làm sao. Bởi vì con này nó có một cái tay nắm số thì cực kỳ đẹp đây coi nhá. Còn nguyên vân cao su, khẳng định và cam kết đây là cái tay nắm số đi theo xe chứ không phải là cái quả tay nắm số mà thay vào. Đấy, mỗi xe chỉ có duy nhất một cái quả tay nắm số này thôi. Quả này là quả bằng cao su, còn nếu mà khi thay vào thì nó sẽ có một cái quả bằng nhựa đúc này, độ bền nó cao hơn. Nhưng nhìn cái vân của nó sẽ khác và cầm nó cứng hơn chứ nó không mềm tay như thế này. Con này nếu mà sử dụng nhiều và đi nhiều, nói chung là loanh quanh khoảng 7-8 vạn km có con thì chục vạn km là cái này nó sẽ bị mòn hết. Thứ nhất là cái vân xung quanh này nó sẽ không còn. Thứ hai là cao su nó bị lão hóa này, nó rộng, nó doãng ra. Còn cái quả này cầm nó vẫn rất là chặt tay. Cái vân sần của nó này nhìn còn nguyên nét này nẹt, cực kỳ đẹp luôn. Áo số đây, Zin các bác nhé. Vô lăng từ đầu đến giờ chủ hoàn toàn không sử dụng bọc vô lăng, nhưng các cái chi tiết hao mòn bên vô lăng này rất là ít. Đây, da vô lăng này, điểm tì này, tất tần tật mọi thứ này các bác nhìn xem. Nếu mà bọc vô lăng thì nó sẽ để lại những cái vệt ở tại cái vị trí này. Đấy, nhìn rất là rõ. Và xung quanh cái viền vô lăng này nó sẽ có những cái vệt trắng trắng. Phim bấm còi thì như mới này. Con này thì có tích hợp vô lăng, bởi vì những chiếc xe 2017 nó gọi là số sàn bản đủ. Con này thì nó giống như model 2018. Chiếc này thì đã được nâng cấp lên cái màn hình rồi. Màn hình có rồi nhưng em chưa kiểm tra xem là cam lùi nó có hay không. Nếu mà các bác đang tìm Cruise thì không thể bỏ qua cái sản phẩm này. Bởi vì đây là một con xe cọp, một con xe còn cực kỳ là mới. Đây, các bác nhìn xem này. Ông nhái này, còn nguyên chấm sơn này, tất tần tật. Em cam kết và bảo hành cho các bác luôn. Thứ nhất là keo chỉ này, động cơ, hộp số và kính. Đây, nguyên dấu sơn, tất tần tật luôn.
để xem con này sơ cua hạ chưa. Mở đằng sau xem nào. Và giật cái cốp lên. Giá rất là êm. Con này chỉ có loanh quanh coi như là trên 300. Giá chào bán là 340. Đây. Ui. Lốp sơ cua thì như mới. Lốp sơ cua thì có dùng rồi các bác nhé. Có dùng rồi. Nhưng mà chắc chỉ sử dụng 1 đến 2 lần hoặc là một vài km. Lốp sơ cua của nó còn dày bịch này, mới tinh này. Đây. Vành la răng đen kịt luôn này. Con này thì rất là chất luôn. Rất là đẹp. À, xem mộc thì hoàn toàn nó chưa dọn dẹp một chút nào. Thứ nhất là nó chưa được vệ sinh cái khoang nội thất. Và thứ hai là khoang động cơ cũng chưa được vệ sinh. Đây, cái lòng cốp còn rất mới các bác nhé. Ở tại cái vị trí này cũng không có chảy chuột gì. Tức là chủ sử dụng thì cũng rất là dữ. Đây là cà rui form mới rồi. Đây, để quay qua khoang động cơ. Đẹp chưa? Nhựa này trắng phau phau này. Nước ở bên trong vẫn nguyên màu hồng này. Tức là cái nước gọi là nước là mát đạt chuẩn của nhà máy. Cái này thì cho đi theo xe từ đầu hoặc là người ta bổ sung trong cái quá trình sử dụng. Nhưng cái khoang máy của con này nó nói lên cái chất lượng của chiếc xe. Con xe này thì cực kỳ đẹp, các bác nhìn xem. Ống bô này trắng phau phau này, ốc này không có dấu hiệu bạn mở này. Này, không tì vết này, không tì vết này, không ẩm dầu này, không dò dầu này và không chảy dầu. Các bác nhìn xem nó rất là khô ráo và trông cực kỳ là sạch sẽ. Con này máy móc nổ êm ru luôn. Động cơ này là động cơ 1.6 thôi thì phải, 1.6 chứ không phải là 1.8. Lúc nãy em lại nói nhầm, 1.8 nó là trên phiên bản xe số tự động, còn trên phiên bản xe số sàn thì nó là 1.8, à 1.6 các bác. Đây, động cơ nó mới tinh, mới keng như này. Cái quan trọng nhất thì đèn đóm người ta độ rồi. Và các bác hoàn toàn không phải nâng cấp hay động chạm gì nữa. Đây, các bác nhìn xem, xe nó đẹp như này, không mua thì mua xe gì. Đây, bác nào mà thích cờ rui thì lấy ngay con này cho em. Ốc chân máy còn nguyên dấu sơn này. Đây, các bác nhìn xem. Đó, con này thì cực kỳ đẹp luôn. Chân máy chân số này, nó zin 100%, bảo hành và cam kết cho các bác. Nhựa này nó còn chưa bị lão hóa này. Trên những cái mẫu xe đi nhiều, dùng nhiều, sử dụng nhiều, các bác cứ để ý và chú ý cái này cho em. Cái bình này nếu mà không phải là cái bình thay vào rồi mà cái bình zin đi theo xe, kiểu gì nó cũng bị ngả màu vàng. Đấy, nó sẽ trở thành cái màu cháo lòng. Bởi vì cái nhựa này nó bị lão hóa này, nó bị xuống cấp, nhìn là biết ngay. Xe đẹp như này các bạn. Giá chào bán của con xe này là 340 triệu đồng. Biển thì biển Hà Nội. Các bác về Hà Nội cũng được, mà về tỉnh cũng ok. Xe này thì sau clip này em sẽ đưa nó đi dọn dẹp. Còn đây, con này là con Soluto này. Con này thì chào bán là 405. Xe trên 3 vạn, nội ngoại thất đẹp và chất xe cũng còn rất là mới. Con này thì vừa mới lấy ngày hôm nay, nhưng mà phải nói là chủ cũng khá là dữ. Rửa qua đã bày vào trong này rồi. Nó cũng không có xước sát gì cả. Đây, một chiếc xe mà người ta đi cũng rất là giữ gìn. Cái dòng xe Soluto này thì năm nay bán rất là nhanh, thanh khoản cực kỳ tốt. Bởi vì loanh quanh cái tầm tiền 400 triệu mà xe đời cao, chạy dịch vụ được, hoặc là chạy gia đình, tiết kiệm nhiên liệu thì cũng không có cái dòng xe nào mà có thể qua mặt được cái dòng xe này. Dòng xe này thì động cơ của nó nhỏ, chính vì thế này, nó rất là lợi xăng mà chạy khá là đầm và chắc, nói chung là an toàn. Con này thì đi phố cũng được, mà đi đường trường thì cũng ok. Ở trong cái khung tiền loanh quanh 400 thì đúng là không có sự lựa chọn về xe sedan đời cao mà lại qua mặt được cái dòng xe này. Con này thì 4 lốp vẫn là theo xe. Đây, các chi tiết ngoại thất của nó còn rất là mới này. Đây, các bác nhìn này. Đấy, nó rất là liền lạc, nó rất là đẹp. Nó không bị sọc sạch, nó không xô lệch gì cả. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Khách hàng thì đang xem con Toyota Vios ngoài kia. Đây, ông ấy đang quay dở thì khách hàng đến này. Không biết là có chung kết không. Con này là con Vios G tối qua lên sóng, sản xuất năm 2016 đây. Ở trong này thì có một số xe là đã có cọc rồi, tức là đã bán rồi. Bây giờ hiện tại là kho chật nên em để vào cái vị trí trên này thôi. Nội thất con này thì đẹp xuất sắc, các bác nhìn xem này. Nội thất ra đi theo xe này. Cái bản này nó chỉ kém cái bản Luxury ở cái nút ấn khởi động, chìa khóa thông minh này, gương cụp xòe này. Còn cái bản này thì thứ nhất là nó sẽ thiếu cái đèn định vị ban ngày ở cái phía dưới đèn gầm thì phải. Thứ hai là nó là chìa khóa cơ. Thứ ba là nó không có gương cụp xòe. Nội thất của em này thì đẹp xuất sắc, các bác nhìn xem. Da thì gọi là căng, không tì vết. Đây, cực kỳ là sáng này, rất là sạch sẽ này. Con này thì bác chủ bác dùng rất là giữ gìn.
ý thức bảo quản vật chất thì cực kỳ là cao. Xe thì em cam kết và bao lỗi cho các bác luôn, trách đâu cũng được. Những cái con xe lướt đời cao thì bên nhà em coi như là chọn mua cũng rất là chuẩn. Những cái dòng xe này các bác chỉ nhìn qua video này thấy ưng thì các bác đặt cọc. Một là các bác đến cũng được, không thì thêm một chút phí ship nữa thì em sẽ gửi đến tận nhà. Các bác kiểm tra đúng như cam kết, các bác nhận hàng, nhận xe. Còn nếu không này em sẽ hoàn lại 100% số tiền trả trước, sau đó sẽ tự chịu chi phí chuyển đi chuyển về. Nói chung làm sai này, làm ẩu này, hay làm cẩu thả này, khi bán xa thì chỉ có thiệt thòi thôi. Bởi vì khi mà chuyển đến cho các bác, chuyển xe về cho các bác ấy, thì các bác sẽ nhờ người, thứ nhất là người quen, người nhà này, hoặc là thợ quen kiểm tra cho mình, hoặc các bác vào trong hãng. Nếu mà xe nó có tì vết hay nó có bất cứ một cái vấn đề gì thì em là người thiệt nhất, bởi vì phải trả lại tiền cho khách hàng và xong sau đó thì tự chịu cái chi phí chuyển đi chuyển về của xe mà lại mất công mất buổi. Đây, đẹp này. Màn hình này, màn hình đi theo xe, mặc dù là bản tiêu chuẩn nhưng nó vẫn có màn hình đàng hoàng. Con này thì được trang bị cái hệ thống an toàn là hai túi khí, một bên lái và một bên phụ. Vô lăng thì cũng không khác gì cái phiên bản Luxury. À không, nếu mà Luxury nhưng nó có ga tự động ở tại cái vị trí này. Còn ở bên này thì nó chỉ có một cái cụm phím gọi là tổ hợp phím tích hợp vô lăng. Đây, da vô lăng của nó rất là mới. Con này thì vẫn còn mùi thơm của nội thất các bác nhé, 2019 nhưng mà xe không đi nhiều và không sử dụng nhiều. Đấy, các cái chi tiết nội thất của xe thì còn cực kỳ là đẹp, trông khá là mới. Quay qua kia, quay qua khoang động cơ. Đây, cái này chính sẽ cho bóp đi này. Đấy, chủ người ta rất là giữ chứ không phải không. Dán toàn bộ ở cái táp bi cửa này, ở những cái phía hạ thấp, sợ chân quẹt qua quẹt lại gây xước sát. Con này thì cũng chưa vệ sinh khoang động cơ. Mấy cái con xe của nhà em về trong ngày hôm nay thì đều là xe mộc 100%. Nó đều, nó đẹp này và nó xuất sắc này, em quay lên cho các bác xem. Con này thì sẽ chào bán cho các bác là 405 triệu đồng. Sản xuất năm 2019 bản tiêu chuẩn. Giá chào bán là giá mong muốn, còn bác nào quan tâm cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Ốc chân máy đây các bác nhé. Đẹp chưa? Đây, cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp. Con này thì rất là tiết kiệm nhiên liệu. Không hiểu tại làm sao chủ lại chơi một cái đôi còi ngân, còi sên vào đây. Bởi vì em rất là ghét cái tiếng còi này. Tiếng còi này khi đi trong phố này nó rất là ồn và kêu to. Khi bấm còi ấy thì có khi nó còn dội ngược vào bên trong. Nếu mà xe con, xe biển A thì nên để một cái đôi còi điện ấy, nghe nó gọi là thanh cảnh. Nó vừa vừa, nó êm tai thôi. Chứ còn âm thanh của cái đôi còi ngân này nó có nhiều kiểu và nó lại kêu rất là to và rất là ồn, ảnh hưởng đến người xung quanh. Bác nào mà mua xe thì em lại coi như là tặng cho một bộ còi điện nghe cho nó sướng. Hoặc là nếu các bác thích thì để nguyên còi đấy cũng được. Con này là 405 triệu đồng các bác nhé. Để em xem còn chiếc xe nào không. Ở ngoài kia thì bây giờ khách hàng hiện tại là đang xem xe. Mấy cái con bán tải này thì quậy rất là khó. Con bán tải này là số sàn 2 cầu, sản xuất năm 2017 này, thùng nắp cao này. Con này thì loanh quanh trên 7 vạn km này. Giá nó sẽ rơi vào 450 triệu là giá chào bán. Còn ở đây thì em có một con Mitsubishi Tông. Ô, khách hàng đi thử rồi chị? Đi xem gầm rồi à? Thế là ưng rồi. Đây, em có một con Mitsubishi Chitông siêu lướt đây các bác này. Con này thì nắp thùng chưa có. Cái dòng này thì cũng khá là hot bởi vì ngoại thất của nó rất là đẹp. Cái con này thì trông nó cực kỳ là hầm hố. Đây các bác nhìn xem, màu trắng là cái màu đẹp nhất của cái dòng xe này. Màu trắng thì cực kỳ đẹp. Chiếc xe này thì đang được chào bán tại salon Tùng Bách là trên 600, gọi là nhô 600 một chút thôi. Cụ thể nó là bao nhiêu tiền các bác hãy alo cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Em cũng chưa thống nhất được cái giá thu của cái chiếc xe này, hoặc là chưa biết cái giá cụ thể của nó. Chính vì thế này, em đưa ra một cái khoảng giá để cho bác nào mà quan tâm thì liên hệ và điện thoại cho em. Đây là bản bay sản xuất năm 2021. Nắp thùng thì chưa có nhưng chất xe thì cực kỳ mới, hình như là trên 2 vạn km. Bên này là con Colorado LTZ sản xuất năm 2019 đây các bác này. Con này thì được chào bán mức giá là 635 triệu đồng. 635 triệu đồng là giá chào bán. Ở đây em có một chiếc xe Kia Rio. Con này thì em mua cho mẹ em sử dụng, vừa mới lấy về xong. Con này chuyển từ trong Bình Dương ra, nhưng mà phải khẳng định luôn, rất là khó tìm một con thứ hai cùng đời mà lại chất lượng và đẹp như con xe này. Con xe này thì cực kỳ đẹp, phải nói là siêu đẹp luôn chứ không phải là đẹp bình thường nữa. Nó chạy zin chuẩn này, full lịch sử hãng, chỉ có 4 vạn 5.000 km thôi. Xe thì 4 lốp còn nguyên và zin theo xe, nội thất thì như mới. Thực sự rất là đẹp.
Anh. Ê, Thiện à? Ôi, anh Nam à? Sao lại ngất ngây này? Có khách rồi. Thôi em xuất video là tối nay đăng đã. À, có gì thì lại tiếp tục gặp các bác trong các cái clip tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.